Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Khai trương cửa hàng sâm dược Thái Minh tại số 13 phố Hoàng Diệu, thành phố Lai Châu. Hiệp hội các đô thị Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu tổ chức hội nghị giao ban cụm các đô thị vùng Tây Bắc. Ấn tượng giải chạy Việt dã chinh phục vẻ đẹp thành phố Lai Châu trong tuần văn hóa thể thao và du lịch thành phố Lai Châu lần thứ 2. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 10, tập đoàn Thái Minh tổ chức lễ khai trương cửa hàng sâm dược Thái Minh tại số 13 phố Hoàng Diệu, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Dự lễ khai trương có các đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự lễ khai trương còn có đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Về phía tập đoàn Thái Minh có ông Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Dược phẩm Thái Minh. Cửa hàng sâm dược Thái Minh ra đời là một bước tiến hiện thực sứ mệnh đưa quốc bảo sâm Việt Nam đến với người tiêu dùng với mức giá phải chăng nhất để nhà nhà người người ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm từ sâm Việt Nam. Được biết, vùng trồng sâm của tập đoàn Thái Minh được đặt tại xã Sa Dê Phìn, huyện Sinh Hồ, có độ cao 1.700m so với mực nước biển, nơi có khí hậu ôn hòa, độ ẩm 70% trở lên. Thái Minh sử dụng công nghệ nhà màng quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam để trồng sâm, cho năng suất cao và tối ưu chi phí. Nhờ đó, chất lượng cây sâm đồng đều ổn định, đảm bảo hàm lượng hoạt chất cao, khai thác bền vững. Về kinh tế, việc phát triển cây sâm Lai Châu góp phần hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Các sản phẩm chủ yếu của Thái Minh được giới thiệu tại lễ khai trương gồm hồng sâm Lai Châu, lát sâm tươi trong lòng tổ yến, trà sâm Lai Châu nguyên lá. Tác dụng của sâm Lai Châu rất đa dạng, trong đó có tác dụng phòng chống ung thư, ức chế tế bào ung thư phát triển, giúp giảm viêm, giảm đau, chống lão hóa, chống các gốc tự do có hại cho cơ thể, kéo dài tuổi thọ, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch. Tại buổi lễ khai trương, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, trước đây cây sâm Lai Châu chủ yếu được người dân khai thác tự nhiên, tận diệt, giá trị kinh tế chưa cao. Đến nay, việc khai trương cửa hàng sẽ góp phần nâng cao giá trị của sâm Lai Châu, khẳng định vị thế cây sâm trên bản đồ Việt Nam, đồng thời bảo tồn giống sâm, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người trồng, người lao động ngay tại địa phương, phù hợp với chủ trương định hướng phát triển cây sâm của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng ngày 19 tháng 10 tại thành phố Lai Châu, Hiệp hội các đô thị Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu vừa tổ chức hội nghị giao ban cụm các đô thị vùng Tây Bắc. Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Sơn, Phó Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam dự và chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có đại biểu 11 đô thị trong cụm các đô thị vùng Tây Bắc. Trong thời gian qua, phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh, thông minh, bền vững đã được các đô thị thành viên trong cụm đô thị Tây Bắc quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, phù hợp với quy chế của Hiệp hội đô thị Việt Nam, với đặc thù riêng của từng đô thị, đem lại kết quả tốt, từng bước xây dựng và hoàn thiện về thể chế, quy chế, xây dựng các đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại. Hình thành các đô thị có đặc thù bản sắc riêng của vùng Tây Bắc, các đô thị văn minh, trật tự hơn, đời sống, chất lượng sống của dân cư đô thị từng bước được nâng cao. Thành phố Lai Châu là một trong 11 đô thị thành viên của cụm đô thị Tây Bắc. Hiện tại, hệ thống quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đang được hoàn thiện, đã gắn việc quy hoạch đô thị với bảo vệ môi trường và phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ. Nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu được đầu tư xây dựng, khu khuôn viên Hồ Thủy Sơn, tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, khu quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu, khu lâm viên thành phố Lai Châu, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh. Nhiều nhà hàng, khách sạn, siêu thị, phố đi bộ, chợ đêm, điểm du lịch được đầu tư khang trang, ngày càng đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ, đi lại, tiêu dùng, vui chơi, giải trí của người dân trong và ngoài tỉnh, cũng như du khách quốc tế đến với Lai Châu. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham luận về thực trạng hạ tầng giao thông đô thị, định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, cụm đô thị Tây Bắc cùng thống nhất hướng tới các mục tiêu trọng tâm như định hướng quy hoạch đô thị, lồng ghép với mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển đô thị thông minh bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, quan tâm đầu tư xây dựng phát triển đô thị theo các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả kết nối đô thị, nông thôn, tiếp tục nâng cao đổi mới hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, củng cố kiện toàn nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, tạo môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh thông thoáng nhằm thu hút các nhà đầu tư và huy động các nguồn lực xã hội phát triển đô thị.
Sáng 19 tháng 10, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hướng nghiệp tỉnh phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học lớp Liên thông ngành Quản lý Tài nguyên rừng. Dự lễ bế giảng có lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu, đại diện Phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hướng nghiệp tỉnh cùng 37 tân cử nhân. Lớp Liên thông trình độ Đại học Lai Châu khóa 2 ngành Quản lý Tài nguyên rừng tuyển sinh từ ngày 30 tháng 7 năm 2020 với 41 sinh viên theo học dưới hình thức đào tạo vừa làm vừa học. Chương trình đào tạo được thực hiện theo học chế tín chỉ và khung chương trình ngành Quản lý Tài nguyên rừng là 150 tín chỉ. Sau hơn 4 năm đào tạo, có 37 sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó xếp tốt nghiệp loại giỏi đạt 13,51%, xếp tốt nghiệp loại khá 86,49%. Sau khi tốt nghiệp, các tân cử nhân sẽ vận dụng sáng tạo có hiệu quả những kiến thức được học vào quá trình công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đóng góp sức lực và trí tuệ, góp phần xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Tại lễ bế giảng, 5 tân cử nhân đạt thành tích cao trong quá trình học tập được nhận giấy khen Trường Đại học Lâm nghiệp, đại diện hai nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các cử nhân. Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ vừa tổ chức khai mạc giải đua thuyền đuôi én huyện Sìn Hồ năm 2024. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ tuần văn hóa thể thao và du lịch huyện Sìn Hồ năm 2024. Ngày 19 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ tổ chức khai mạc giải đua thuyền đuôi én huyện Sìn Hồ năm 2024. Đây là một trong chuỗi những hoạt động nằm trong khuôn khổ tuần văn hóa thể thao và du lịch huyện Sìn Hồ năm 2024. Giải đua thuyền năm nay có sự tham gia tranh tài của 7 đội với trên 120 vận động viên đến từ các xã trên địa bàn huyện. Các đội tham gia thi đấu theo hình thức vòng loại trực tiếp với tổng cự ly đường đua 1.000m cho mỗi lượt đua, trong đó 500m trên vòng và quay ngược lại 500m. Đua thuyền là môn thể thao thể hiện sức mạnh, sự dẻo dai, lòng quyết tâm và tinh thần thượng võ đoàn kết của các thành viên trong đội. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, các đội đua đã mang đến cho khán giả những màn rượt đuổi đầy hấp dẫn trên lòng hồ thủy điện Sơn La tại bến thuyền xã Nậm Tầm. Giải được tổ chức nhằm mục đích giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của cư dân sinh sống vùng ven hồ thủy điện Sơn La, tạo tiền đề để phát triển du lịch văn hóa cộng đồng, du lịch sinh thái vùng lòng hồ thủy điện. Đồng thời là sân chơi bổ ích, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, gắn kết tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quy hoạch vùng trồng chè cũng như tổ chức sớm cho bà con phát dọn thực bì, làm đất và cung cấp đảm bảo cây giống phân bón mà năm nay diện tích chè trồng mới trên địa bàn tỉnh thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Đến đầu tháng 9, các huyện trong tỉnh đều đã kết thúc trồng chè với diện tích thực hiện được 506 ha, đạt 132% kế hoạch năm, tăng 121 ha so với kế hoạch. Từ đầu tháng 10, các huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra đánh giá lại diện tích chè đã trồng với tỷ lệ sống đạt trên 91%. Để cây chè phát triển ổn định, ngành nông nghiệp đang tập trung chỉ đạo các huyện tuyên truyền người dân thường xuyên thăm đồng, tập trung làm cỏ và chăm sóc chè. Cùng với đó tiến hành nghiệm thu diện tích chè mới trồng nhằm giải ngân hỗ trợ tiền làm đất sớm cho bà con nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, giải chạy Việt dã với chủ đề chinh phục vẻ đẹp thành phố Lai Châu là hoạt động được đón chờ trong tuần văn hóa thể thao và du lịch thành phố Lai Châu lần thứ 2 năm 2024. Giải chạy đã thu hút 250 vận động viên tham gia với các cung đường đa dạng đi qua những điểm du lịch đẹp hấp dẫn của thành phố Lai Châu. Giải chạy Việt dã chinh phục vẻ đẹp thành phố Lai Châu gồm hai nội dung thi, đó là cự ly 6 km dành cho nhóm vận động viên từ 41 đến 60 tuổi và cự ly 16 km dành cho nhóm từ dưới 18 tuổi đến 60 tuổi. Trong đó, vận động viên chạy nhỏ tuổi nhất là 12 tuổi và vận động viên lớn tuổi nhất là 56 tuổi. Đặc biệt, giải có sự quy tụ của các vận động viên chất lượng đến từ các câu lạc bộ ở thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường, huyện Sìn Hồ, huyện Phong Thổ và sinh viên Lào Cai. Đường chạy được kết hợp nhiều địa hình khác nhau, từ đường bằng đô thị đến đường dốc quanh co uốn lượn. Cuộc thi được tổ chức qua các điểm du lịch đẹp như bản Gia Khâu 1, đường đi Sìn Hồ, hang động Pu Sam Cáp, tạo sự phấn khích chinh phục các cung đường của các vận động viên. Đối với em là một thành viên mà đã chạy bộ nhiều rồi, em thấy cung đường này cũng khá là dốc, đầy thử thách đối với cả các runner, đặc biệt là những vận động viên phong trào như chúng em. Nhưng mà dù sao thì cũng được chạy xung quanh khám phá cái cung đường của thành phố thì là một điều rất tuyệt vời, tại vì được ngắm xung quanh thành phố khi mà chạy, giải bước trên con đường của thành phố mình, nơi mình sinh sống. Xuất phát từ 6 giờ 30 phút sáng tại cự ly 6 km, vận động viên Nguyễn Trung Thành, phường Tân Phong đã xuất sắc về đích
với thời gian là 24 phút 36 giây. Cự ly đường chạy này thì là về cự ly thì rất là phù hợp đối với những các người vận động viên nhóm 3, đặc biệt là những người vận động viên nhóm 3 là có cái lứa tuổi là cao, bắt đầu từ sinh năm 1983 trở về những năm trước. Những người có lứa nhóm 3 là lứa tuổi cao nên sức khỏe yếu, mọi cái nội tạng thông khí phổi nó cũng yếu nên ban tổ chức đã bố trí cho những người tham gia của nhóm 3 có cái đường chạy và cái cự ly chạy đường chạy đẹp và phù hợp với cả lứa tuổi. Đặc biệt ở cự ly 16 km với cung đường hỗn hợp phức tạp gây nhiều khó khăn thử thách cho các vận động viên. Cán đích đầu tiên là vận động viên nam nhóm tuổi từ 19 đến 40 Trang A Chính đến từ câu lạc bộ runner sinh viên Lào Cai với thời gian 1 tiếng 5 phút. Và em cảm thấy rất là tuyệt vời khi em về Lai Châu, mình có giải tổ chức như này, em cảm thấy rất là tuyệt vời. Và đoạn đường chạy em cũng nghĩ là nó sẽ là chạy đường bàn phẳng, nhưng mà hóa ra cũng cho mình cái thử thách là vừa đi dốc vừa xuống dốc vừa bàn phẳng, thì rất là tuyệt vời với đoạn đường em đang chạy. Giải Việt Giã chinh phục vẻ đẹp thành phố Lai Châu là một cuộc đua thú vị ý nghĩa, không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe thể lực của các vận động viên. Thông qua giải đấu, thành phố Lai Châu muốn giới thiệu đến bạn bè du khách trong và ngoài tỉnh, điểm đến du lịch và văn hóa hấp dẫn trên địa bàn. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao huy chương và giải thưởng cho các vận động viên đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các vận động viên đạt giải. Với hai cái cự ly 6 km và cự ly 16 km thì qua việc tổ chức lần này thì chúng tôi đánh giá là cái thứ nhất là nhận được sự ủng hộ của các vận động viên và nhân dân cũng như du khách đến với thành phố Lai Châu. Cái thứ hai nữa là cũng thu hút được các vận động viên chuyên nghiệp đến với giải. Cái thứ ba nữa là có thể khẳng định là giải được tổ chức thành công và đảm bảo an toàn cho các vận động viên. Thì qua cái giải này cũng là dịp để thành phố Lai Châu quảng bá đến khách du lịch và nhân dân các điểm đến rất là đẹp của thành phố Lai Châu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì mặc dù trong suốt quá trình diễn ra giải chạy Việt Dã chinh phục vẻ đẹp thành phố Lai Châu đã có mưa, và cũng như là những cung đường từ đồng bằng cho đến là đèo dốc rất là khó khăn. Tuy nhiên là các vận động viên đã nỗ lực phát huy tinh thần tích cực rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, thì các vận động viên đã xuất sắc hoàn thành tốt các cái cự ly mà mình đăng ký. Và giải Việt Dã chinh phục vẻ đẹp thành phố Lai Châu năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện dự án bình đẳng giới và nâng cao vị thế phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ, Plain Lai Châu đã tổ chức sự kiện truyền thông với chủ đề thúc đẩy bình đẳng giới, gắn kết yêu thương tại trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Bản Lang. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hoạt động được tổ chức dưới sự dẫn dắt của các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Bản Lang là thành viên câu lạc bộ Thủ lĩnh Thay đổi. Dưới hình thức một hội thi truyền thông về bình đẳng giới, tham gia hội thi có 3 đội, mỗi đội gồm 10 em học sinh từ khối lớp 6 đến lớp 9 của nhà trường. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, những vấn đề về bình đẳng giới trong gia đình nhà trường được chính các em học sinh thể hiện qua những phần thi như tiểu phẩm, kịch truyền thông, phần thi tìm hiểu kiến thức và phần thi tài năng, qua đó truyền tải thông điệp thúc đẩy bình đẳng giới, gắn kết yêu thương. Em thấy rằng cuộc thi hôm nay đối với em và các bạn trong trường rất ý nghĩa, nó mang lại sự hiểu biết cho tất cả mọi người ạ. Bình đẳng giới là nam và nữ có quyền lợi như nhau, không phân biệt giới tính ạ. Theo em, thúc đẩy bình đẳng giới chúng ta cần làm thứ nhất là tuyên truyền với mọi người về bình đẳng giới trong gia đình và trường học. Điều này sẽ làm các bạn nhận thức được và mỗi người có thể thực hiện và cần sự chung tay của mỗi người ạ. Năm học này, trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Bản Lang có 980 học sinh, trong đó cấp trung học cơ sở có gần 500 em, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Thái, Dao. Nhà trường luôn chú trọng các hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm, ngoại khóa, thành lập các câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi để nâng cao nhận thức, rèn kỹ năng sống cho học sinh. Hoạt động truyền thông bình đẳng giới đều do các em học sinh thực hiện thể hiện. Đây là sân chơi sáng tạo để các em chia sẻ với thầy cô giáo, cha mẹ về vấn đề bình đẳng giới, những định kiến với trẻ em trai, những rào cản với trẻ em gái.
đã có rất nhiều phụ huynh tham gia cổ vũ cho con em mình, qua đó có những nhận thức đúng đắn về bình đẳng giới. Theo em thì con thì hiểu bình đẳng giới là về nhà các con sẽ truyền thông, có một số phụ huynh là cũng xuống được xem truyền thông được, thì con về có một số con về nhà phải truyền thông cho gia đình ạ. Gia đình em thì ba đứa con thì em mong muốn là không phân biệt trai gái, và em sẽ muốn đầu tư cho con để học hành chăm ngoan học giỏi ạ. Sự kiện truyền thông có ý nghĩa quan trọng trong tuyên truyền phổ biến cập nhật thông tin chính sách pháp luật về bình đẳng giới, tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh và phụ huynh học sinh về thực hiện bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để trẻ em trai và trẻ em gái được tham gia thụ hưởng bình đẳng trong gia đình, nhà trường và xã hội, đồng thời tăng cường sự tham gia chủ động của các em học sinh trong xây dựng môi trường học tập an toàn bình đẳng. Và hôm nay thì được sự đồng hành hỗ trợ của tổ chức Blend, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu và Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Thổ, thì nhà trường đã tổ chức một buổi truyền thông về bình đẳng giới với cái thông điệp là thúc đẩy bình đẳng gắn kết yêu thương. Và qua cái hội thi này thì chúng tôi sử dụng rất là nhiều cái hình thức để có thể phát triển được nội dung bình đẳng giới, đó là tổ chức dưới hình thức một hội thi. Trong đó sẽ có 3 đội thi với 3 phần thi là kịch truyền thông, thi hiểu biết và phần thi tài năng, để cho các em có thể thỏa sức sáng tạo, phát triển và thể hiện những sự hiểu biết cũng như sự sáng tạo của mình trong việc mà là thúc đẩy bình đẳng giới trong trường học, để truyền cảm hứng đến các bạn. Được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11 tháng 10, sự kiện có sức lan tỏa rộng lớn với thông điệp như trẻ em trai và trẻ em gái đều được bình đẳng về quyền và cơ hội, không khoan nhượng với các hành vi ngược đãi phụ nữ và trẻ em gái. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Hãy hành động vì cộng đồng bình đẳng, văn minh, an toàn và không bạo lực. Thưa quý vị và các bạn, ghép mô tạng là phương pháp cuối cùng trong chữa bệnh đối với các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo do các mô tạng suy giảm chức năng và không hồi phục được, như là suy thận mãn, gan, tim, tủy, hỏng giác mạc. Ở Việt Nam đã có hàng nghìn người được ghép tạng thành công, được cứu sống nhờ sự sẻ chia nhân ái của những tấm lòng cao đẹp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức lễ phát động chương trình đăng ký hiến tặng mô bộ phận cơ thể người với thông điệp cho đi là còn mãi, thể hiện trách nhiệm, tình thương, lòng nhân ái của tỉnh Lai Châu. Hiểu rõ hơn ý nghĩa nhân đạo của việc hiến tặng mô tạng, cho đi là còn mãi. Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 3.000 đơn đăng ký làm thẻ hiến tặng mô tạng và bộ phận cơ thể người. Từ phong trào hiến tặng mô và bộ phận cơ thể người, năm 2023, tỉnh Lai Châu có một trường hợp được ghép tim thành công. Ngay tại lễ phát động đăng ký hiến mô bộ phận cơ thể người của tỉnh, có 102 hồ sơ đăng ký. Kết quả tuy còn khiêm tốn, nhưng bước đầu đã truyền tải sâu rộng ý nghĩa nhân đạo, nhân văn cao cả của việc hiến tặng mô tạng cứu người như một nghĩa cử cao đẹp, một biểu tượng sáng chói của lòng nhân ái vì con người trong cộng đồng. Thì nhận thức được những ý nghĩa nhân văn cao cả của việc hiến tạng và bộ phận cơ thể người thì em đã đăng ký với mong muốn là góp phần lan tỏa phần nào đó ở cái những ý nghĩa mà cái việc hiến tặng mô. Em mong muốn là sau chương trình này thì sẽ ngày càng có nhiều người tham gia đăng ký hiến mô và bộ phận cơ thể hơn nữa, để góp phần cứu chữa được nhiều người và đem đến những niềm tin hy vọng cho nhiều người bệnh. 32 năm qua, kể từ ca ghép tạng đầu tiên vào năm 1992, hiện nay mạng lưới vận động hiến tặng mô tạng ở Việt Nam đã được xây dựng tại 68 bệnh viện với hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Tuy nhiên, nhu cầu tạng từ nguồn chết não rất lớn, nhưng nguồn cung rất hiếm. Tỷ lệ đăng ký hiến tạng sau chết não của Việt Nam thấp nhất thế giới. Vì vậy, người đăng ký hiến mô tạng khi qua đời mang lại ý nghĩa đặc biệt to lớn trong việc cứu sống những bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo mà chỉ còn ghép tạng mới mang lại sự sống cho họ. Hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của việc hiến mô bộ phận cơ thể người, Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã tuyên truyền vận động được gần 80 đồng chí tham gia đăng ký
hiến mô bộ phận cơ thể người với mong muốn giúp đỡ được nhiều người bệnh cần mô và bộ phận cơ thể người. Tổ công tác xã hội tiếp tục tuyên truyền vận động nhiều hơn nữa cán bộ đoàn viên công đoàn tham gia để hiến mô và bộ phận cơ thể người. Trách nhiệm của hội thì cũng sẽ phải tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh các cái hình thức tuyên truyền để làm sao đấy nhân dân nói chung cũng như là công nhân viên chức lao động của toàn tỉnh nói riêng phải hiểu rõ được cái việc đó, cho đi là còn mãi và cứ cho đi rồi sẽ có những cái điều tốt đẹp mang đến cho mỗi người. Nhân dân nói chung và đoàn viên công nhân viên chức lao động của tỉnh Lai Châu sẽ tích cực tham gia đăng ký hiến mô bộ phận cơ thể người để giúp cho rất nhiều người bệnh đang mong chờ. Như cá nhân tôi thì cũng đã thực hiện cái việc đăng ký hiến mô bộ phận cơ thể người rồi. Tại lễ phát động đăng ký hiến tặng mô tạng cho đi là còn mãi của tỉnh, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn người dân chung tay tình nguyện thực hiện nghĩa cử hiến mô bộ phận cơ thể người để mang lại sự sống cho nhiều người bệnh. Mong muốn nhận được sự tham gia sâu rộng của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, tôn giáo, nghề nghiệp, các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, tuyên truyền, vận động mọi người dân, bạn bè, đồng nghiệp và nhân dân tích cực tham gia đăng ký, hiến tặng mô và tạng, góp phần làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của mỗi người dân để tiến tới chủ động tham gia hiến tặng mô tạng trong toàn xã hội với thông điệp đăng ký hiến tặng mô tạng cứu người cho đi là còn mãi. Những tấm lòng vàng, những nghĩa cử cao cả đó sẽ là nguồn động viên vô cùng quý báu, góp phần cứu sống và cải thiện cuộc sống của nhiều người bệnh. Để truyền tải sâu rộng hơn nữa ý nghĩa nhân đạo, nhân văn cao cả của việc hiến tặng mô tạng cứu người, mỗi người hãy là một đại sứ, một người truyền lửa để lan tỏa thông điệp cho đi là còn mãi đến mọi người xung quanh, để công cuộc hiến ghép tạng ở Việt Nam sẽ bước sang một trang mới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.